Trong bữa trước mình đã làm được hình chữ nhật di chuyển giống như ví dụ sau. Các bạn bấm mũi tên lên xuống thì hình chữ nhật của mình di chuyển theo chiều phím mũi tên của mình. Và hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mình làm trò chơi đơn giản, đó là trò chơi cờ caro. Thì cờ caro thì mình sẽ thấy là mỗi một ô cờ là một hình vuông, trong đó người dùng có thể bấm vào nó và hiển thị ra chữ X hoặc là chữ O. Bởi vậy nên bây giờ là mình sẽ xây dựng cái lớp ô cờ. Thì lớp ô cờ sẽ là hình vuông và trong đó có thể hiển thị ra chữ X hoặc là chữ O, đúng chưa nào? Cho nên ô cờ sẽ được xây dựng kế thừa từ các hình chữ nhật. Vậy vậy ở đây mình sẽ như một file mới mà tên là ô cờ chấm vi. Ở trong này mình sẽ khai báo class là ô cờ và kế thừa từ góc hình chữ nhật, cho nên mình đi hcn ở đây. Và để hiểu được HCN thì các bạn này, thì các em có import mặc from HCN import sao thì nó sẽ hiểu được cái từ khóa HCN của mình. Rồi thì trong class trong cái class của mình thì cô nhầm biết nhiều ngôn ngữ quá. Class thì của mình thì nó không có cái dấu mở ngoặc đóng ngoặc của nó. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo thêm cái thuộc tính cho cái lớp ô cờ, là gồm có thuộc tính là giá trị, và mình giá trị thường á ban đầu sẽ có giá trị là không. Thì nếu mà giá trị là trừ một tức là quân cờ x, giá trị là một nếu là quân cờ y quân cờ ô, còn giá trị bằng không tức là chưa sử dụng, đúng không, là chưa được bấm vào. Đó. Tiếp theo mình sẽ khai báo các phần cái hàm khởi tạo. Thì hàm khởi tạo chính là hàm init và truyền vào đây là những cell, sau đó là tọa độ xy x này, phẩy này, x mx một MI1 rồi MX2 MI2 đúng chưa? Mình khởi tạo thì chỉ có chừng một tham số thôi. Và ở đây do là nó kế thừa từ lớp hình chữ nhật cho nên mình sẽ gọi cái phương thức khởi tạo của hình chữ nhật là chấm init và mình đưa vào đây là mx1 mx2 và mx2, thì sẽ khởi tạo cho mình một cái hình chữ nhật với tọa độ x1 x1 x2 x2, và trong đó màu nền và đường viền thì sẽ là trắng và đen theo cái giá trị mặc định. Và ở đây mình sẽ khởi tạo cho cái giá trị của mình là cell chấm giá trị là bằng không. Đó là phương thức khởi tạo. Bây giờ mình sẽ định nghĩa tới cái phương thức vẽ hình.
sẽ không truyền sang số nào ngoài trừ cái tôi thuộc tính của hình chữ nhật thôi. Cho nên là ô cờ vẽ hình ra thì chắc chắn là sẽ vẽ hình chữ nhật. Sau đó là nếu giá trị bằng 1 bằng 1 thì mình sẽ vẽ hình tròn, còn nếu giá trị là trừ 1 thì sẽ vẽ dấu chéo, còn nếu mà bằng 0 thì sẽ chỉ vẽ mỗi hình chữ nhật. Cho nên chắc chắn là hình chữ nhật sẽ được vẽ. Bởi vậy mình sẽ gọi cái phương thức vẽ của lớp hình chữ nhật trước, cho nên mình sẽ chấm vẽ hình chất. Mình coi lại lớp hình chữ nhật. Đây, vẽ hình super chấm vẽ hình. Và cho nên mình chỉ gọi vậy là được. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ nếu như cái sao chấm giá trị của mình mà bằng một đúng không, thì mình sẽ ở đây là mình sẽ vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn thì mình sẽ dùng hàm oval để vẽ, đúng chưa? Và để vẽ hình thì các bạn phải truyền, xin lỗi, để vẽ hình thì các bạn phải truyền cái canvas vào, tức là cái cast của mình á. Và trong khi vẽ hình ở đây các bạn cũng phải truyền vào cái cast. Trong trường hợp là nếu đây thì bạn cell bằng 1 thì bạn vẽ hình tròn, cho nên là mình sẽ dùng cast để vẽ một cái hình tròn, tức là create oval, đúng không? Bạn nào mà cảm giác là mình viết ở đây mình không viết được, tại vì khi truyền vào cast ở đây cái editor của mình nó không hiểu cast là một đối tượng canvas nên nó sẽ không xuất ra hàm hỗ trợ. Cho nên mình có thể đi vào trong cái chương trình chính, cái hàm viết chính của mình có cái cast ở đây nè. Các bạn đi vào đây thì sẽ thấy nó hỗ trợ cho mình. Cũng như là create oval này. Đó, trong này nó sẽ có x1, y1, x2, y2. Đúng chưa? Đó là cái hình tròn nội tiếp, cái hình đường cong nội tiếp cái hình chữ nhật này. Để mình ellipse vẽ. Thì đây, đây chính là cái hàm mà mình cần vẽ. Đó. Và x1, y1, x2, y2 của mình chính là cell.x1, cell.y1, cell.x2 và cell.y2. Đó là trường hợp giá trị bằng 1. Còn nếu như sao chấm giá trị mà bằng trừ 1 thì như vậy là mình sẽ vẽ hai cái đường thẳng chéo nhau thành cái hình chéo, đúng chưa? Đây, vẽ đường chéo hiểu ít á. Thì như vậy là ở trong canvas sẽ có cái create line, đúng chưa, để tạo ra đường thẳng. Thì ở đây mình cũng sẽ lấy tọa độ x1, y1, x2, y2, đúng chưa nào? Đây là cách mà giống như mình chưa có thuộc, nhưng cách thì mình làm như vậy rất là dễ. Cell.x1, cell.y1, đây là cái đường chéo phía bên trái. Vậy thì đường chéo phía bên phải thì sao? Mình chéo bên phải thì mình cũng làm như vậy, nhưng mà mình đổi chỗ thôi. Lúc này nó sẽ là x2y1 và gì? x1y2. Bây giờ mình thử nghiệm xem là cái ô hình của mình á, cái cơ vân cầu của mình á đã vẽ được chưa. Thì như vậy bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ ở đây. From ok, inbox sao. Và mình không cần vẽ ra hình chữ nhật nữa. Đúng chưa? Tạm thời mình bỏ cái này đi.
Đây mình sẽ khai báo một cái ô cờ bằng OC, khai báo tọa độ ra bộ đi mẫu 22, ví dụ như là 80 vậy 80 vậy 80 vậy 80. Sau đó là mình gọi phương thức vẽ hình và truyền đây vào biến canvas để nó vẽ. Rồi cái khúc này mình cũng không dùng tới, mình tạm thời đóng nó lại nha. Rồi chạy thử chương trình nhé. Rồi mình đã có lỗi ở cái init m x1 x2. Self.super đúng không? Chỗ này là mình phải dùng là gì? Super mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi, đây cũng là super mở ngoặc đóng ngoặc. Để mình gọi cái phương thức của lớp cha. Lưu lại, chạy lại ha. Rồi thì mình thấy là có hình chữ nhật rồi nhưng mà không có O hay X ở giữa. Tại vì mình để mặc định như thế này thì giá trị bằng 0. Giả sử như bây giờ mình thay đổi cờ giá trị gắn bằng 1. Rồi sau đó mình vẽ lại. Mình thấy có cái quân O nó hơi vẽ sát luôn với hình chữ nhật. Tại vì mình cho đúng tọa độ X1 và Y1 đúng chưa? Mình cần phải làm nhỏ nó lại. Rồi giả sử như mình cho -1 thì nó vẽ như thế nào? Thì thấy -1 thì cái X này nó cũng quá to, nó sát luôn cái ô này. Cho nên mình cũng nên vẽ lại thì đẹp hơn. Như vậy bây giờ mình muốn nó nhỏ lại thì mình làm như thế nào? Mình trừ đi cho mỗi bên 1/4 cái độ dài của các cạnh. Thì như vậy là mình sẽ tính như sau ha. Dx là bằng self.x2 trừ đi self.x1. Tức là mình có đây x2 trừ x1 tức là độ dài của cạnh này. Mình chia cho 4 tức là 1/4, đúng chưa? Tương tự như vậy, DI sẽ bằng self.i2 trừ đi cho self.i1 và tất cả mình cũng chia cho 4. Như vậy thì mỗi cạnh mình x1 là phía bên tay trái, mình muốn nó dồn vào giữa thì mình sẽ cộng thêm DX. x2 là cái xa phía bên tay phải đúng không? Mình muốn nó nhỏ dồn lại thì mình trừ đi một đoạn là dx. Tương tự như thế, y cũng vậy. Đối với y1 thì mình trừ một đoạn và mình cộng vào một đoạn dy. Và đối với y2 thì mình trừ đi một đoạn dy để gom nó vào giữa. Đây là trường hợp mình vẽ hình tròn. Đúng chưa? Bây giờ mình kiểm tra lại để bằng 1 để cho nó vẽ hình tròn ra này. Đấy thì hình tròn nó nhỏ hơn rồi. Tương tự như vậy mình sẽ làm cho đường thẳng, đường chéo. Cộng x. Và bên này cộng dx. Cái này là x2 thì trừ dx. x2 thì trừ dx. y1 thì cộng dy. y1 thì cộng dy, còn y2 thì trừ dxy và dưới này y2 cũng trừ dy. Rồi bây giờ mình thử cho trường hợp đường chéo, tức là giá trị bằng -1. Rồi mình chạy thử lại nè. Đó,
có dấu x nhỏ nhỏ ở bên trong rồi. Như vậy là ok ha. Như vậy là mình đã vẽ ra được quân cờ. Được chưa? Bây giờ mình sẽ xây dựng một cái lớp bàn cờ để vẽ ra 15 hàng 15 cột để mình thực hiện việc chơi cờ caro ở trên hệ thống ô cờ đó. Như vậy thì giờ mình sẽ new một cái lớp mới, một cái file mới, đó là bàn cờ.bi. Thì bàn cờ.bi thì mình sẽ đặt tên là class bàn cờ, và cái này mình không kế thừa gì cả cho nên mình đi vào luôn. Trong này mình sẽ có những cái thuộc tính như là thắng, bằng không, điều khiển, bằng không. Bên thắng là để biết là mình người chơi đã thắng hay chưa. Bên điều khiển là để biết là hiện tại cái giao diện của mình á, cái game của mình được chơi hay chưa, đúng không? Điều khiển bằng không tức là chưa được chơi, và bằng một tức là được chơi. Rồi sau đó là mình sẽ có một ma trận hai chiều, các cái ô cờ. Vậy mình cho ra là array đi. Mình sẽ có cái gì nữa nha. Đây, array 3.2 chiều. Rồi tạm thời thì mình chỉ cần vậy thôi cái đã. Thiếu cái gì thì mình bổ sung thêm sau. Bây giờ mình sẽ định nghĩa phương thức khởi tạo. Chat mình khai báo thêm một số cái như là cái vị trí mà mình bắt đầu in cái bàn cờ ra. Mình đặt là kích đầu đi, kích đầu là bằng 30, đi đầu là bằng 30. Rồi mình quy định độ dài của một ô cho cũng là 30 luôn, ví dụ như vậy. Để mà làm sau này mình khởi tạo mà mình chạy thử, mình thấy mình cần thay đổi ấy, thì mình thay đổi luôn cho dễ. Như vậy thì mình tính toán nó là một ma trận hai chiều, đúng không? Thì như vậy mình sẽ phải dùng tổng cộng là mình có 15 ô cờ, đúng chưa? Cho nên mình sẽ dùng vòng lặp for để khởi tạo. For i in range 0,15. Chờ. Ở trong này giả sử như mình khai báo một line là một hàng ngang. Thì for g in range 0,15 tức là mình đang cũng chạy một vòng lặp duyệt qua các cột. Vậy thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ khai báo tính cái tọa độ x y. Thì mình có là mx là tọa độ x á, đúng không? Tọa độ x sẽ bằng là gì? X đầu cộng với lại g nhân với độ dài của một ô. X đầu sao cho x đầu này. Quên rồi. Rồi, g cell chấm nhân với độ dài này. Vì sao mình lại có công thức này? Thì mình tưởng tượng như là cái ô này là ô ở vị trí 0,0, tức là ô đầu tiên ở trong mảng. Thì rõ ràng là cái vị trí xy của nó phải là vị trí đầu tiên 30, 30. Bây giờ mình thử vẽ đen ra nhé. Đây. Ví dụ này. À, cô ví dụ tạm thời như vậy thì mình thấy là cái vị trí ban đầu của mình ở đây là
chính là x đầu y đầu, cho nên là ở đây mình đặt x đầu y đầu là 30 30 đó. Thì tính theo cái x đầu y đầu với giá trị j bằng 0, đúng chưa? Qua ô thứ hai thì là một đoạn x đầu cũng là x đầu y đầu, nhưng mà gì, y thì đúng là giữ nguyên, còn x đầu thì cộng thêm một đoạn từ đây đến đây, tức là một đoạn bằng độ dài, đúng không? Mình quy định một khoảng như thế này là độ dài, cho nên x một tại vị trí này sẽ bằng x đầu cộng thêm một khoảng độ dài, chính là j nhân với dài. Tương tự như ở vị trí tiếp theo ở đây thì sao, cũng sẽ bằng x đầu cộng với hai độ dài, tức là j nhân với hai nhân với tức là dài nhân với j, tại j bây giờ nó tăng lên 2, và tiếp tục vị trí tiếp theo thì j sẽ tăng dần lên, đúng chưa? Cho nên là mình mới có công thức là gì? Công thức của mình đó là x đầu cộng với j nhân với độ dài, đúng chưa? Đó là tọa độ x. Tọa độ x và tọa độ y thì tương ứng sẽ là bằng seo chấm y đầu cộng cho y nhân với lại độ dài, seo chấm dài. Thì mình nhìn vào đây sẽ thấy ở đây là y đầu, cho nên ở những cái cột tiếp theo, giả sử như cột này thì rõ ràng bằng y đầu cộng thêm cho một khoảng dài, qua đây thì y đầu cộng thêm cho hai khoảng dài, cho nên mình sẽ thấy là cái y1 của mỗi ô này sẽ bằng y đầu cộng cho y nhỏ nhân với độ dài, đúng chưa? Bởi vậy nên là mình sẽ có khoảng là seo y đầu nhân với độ dài. Rồi, như vậy sau khi mà có cái x đầu y đầu này rồi thì mình sẽ có cái line. Mình thêm một cái phần tử là một ô cờ vào trong cái mảng là line, đúng chưa? Ở bên ô cờ mở ngoặc ra, mình sẽ dùng phương thức khởi tạo bốn tham số, cái đầu là mx, cái sau là my, và tọa độ sau thì mx cộng với lại gì, seo chấm dài. Thực ra ở đây mình sẽ làm các cái ô cờ sẽ là hình vuông đó, cho nên x y đều cộng chung với một đoạn là độ dài luôn, seo chấm dài. Được chưa? Mình chưa in bỏ cái ô cờ nên nó chưa hiểu cái class này thôi. From OC inbox sao? Rồi là nó hiểu rồi đó. Rồi sau hết vòng lặp for này mình sẽ có một mảng hai chiều, một một mảng một chiều, coi như là một hàng của cái ma trận của mình. Cho nên tới ngang đây thì mình sẽ có array chấm append sao chấm array chấm append sao chấm array chấm append đưa cái line vào. Line là một cái biến trung gian giúp cho mình tạo ra cái ma trận hai chiều array của mình. Rồi xong, sau khi mà mình thiết lập hết rồi, những biến còn lại các bạn đưa vào đây, ví dụ như thẳng bằng không, đầu đầu thì không nói rồi, thì ra bằng không, thì mình ghi lại cho nó chắc chắn thôi. Chứ còn mình đã khởi tạo ở trên rồi thì cũng vậy. Tiếp theo đó là phương thức khởi tạo. Bây giờ mình định nghĩa phương thức vẽ. Vì sao phải có phương thức vẽ? Có phương thức vẽ thì mình mới vẽ ra bàn cờ được. Đúng nè. Và mình phải chuyển vào đây một cái canvas để thực hiện vẽ hình ra. Thì mình sẽ vẽ hình ra. Đúng chưa? Mình sẽ dùng vòng lặp để duyệt qua các cái phần tử trong ma trận hai chiều của mình và xuất nó ra. Như vậy thì for i in range
0,15 hai chấm cho ly in range 0,15 rồi gì nữa cũng hai chấm. Sau đó là mình sẽ là gì, array cell chấm array g chấm vẽ hình chưa, và đưa vào đây cái cast. Rồi trong cái lớp vẽ hình thì tạm thời mình vẽ như vậy đã. Bây giờ mình thử xem là mình đã vẽ được cái ô cờ ra bên ngoài, cái bàn cờ ra bên ngoài hay chưa. Thì và mình tính toán tọa độ ở đây đúng hay sai. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện việc là vẽ thử nó. À, trong cái phương thức khởi tạo này thì ok, mình có giá trị bằng 0 rồi. Bây giờ mình sẽ import cái, không cần cái OC này nữa, mà import luôn cái bàn cờ, đúng chưa? Và mình cũng không cần cái này nữa, mà mình sẽ khai báo luôn một cái bàn cờ, đúng chưa? Và mình gọi phương thức vẽ ra và đưa vào đây cái canvas. Rồi bây giờ mình vẽ thử nhé. Như vậy là mình đã thấy là mình có bàn cờ ở đây rồi. Bây giờ việc tiếp theo của mình đó là phải xử lý được cái tương tác là mình bấm vào ô nào thì nó sẽ hiển thị cái nội dung, à, cái chữ x hoặc chữ o, đúng chưa? Và x sẽ tương ứng với là người chơi trừ một và o tương ứng với người chơi một. Như vậy mình phải làm sao? Ở trong cái lớp bàn, quay lại lớp ô cờ này, nếu mà 1 thì là chữ O, 1 trừ 1 là X, đúng không? Cho nên mình phải có thêm một chữ tính là người chơi. Và người chơi ban đầu mình cho là bằng 1, đúng chưa? Và trong cái hàm khởi tạo mình cũng cho nó bằng 1 đi. Self.người chơi, self.ấm đó. Hay quên cái này ghê. Self người chơi, rồi. Như vậy thì mỗi khi mà người dùng bấm vào và họ đang là người chơi nào thì sẽ xét giá trị của ô đó là người chơi đó. Cho nên bây giờ mình sẽ định nghĩa một phương thức là bấm ô cờ, đúng không? Bấm ô cờ sao, và mình sẽ đưa vào đây cái mức vẽ là 1 này. Cái thứ hai nữa là cái tọa độ mà xy mà người đó bấm, đúng không? Là bo là y luôn. Rồi. Như vậy thì đối với cái người dùng khi mà họ bấm vào tọa độ xy thì mình phải biết được cái vị trí bấm đó nằm trong hình chữ nhật nào. Có nghĩa rằng mình phải định nghĩa một phương thức kiểm tra cái vị trí bấm nằm trong hình chữ nhật. Như vậy mình qua cái lớp hình chữ nhật kiểm tra xem là mình đã định nghĩa cái phương thức kiểm tra trong hình chưa. Thì ở đây mình chưa định nghĩa cho nên mình sẽ định nghĩa nó này. Đấy. Kiểm tra trong hình. Được chưa? Kiểm tra trong hình và tất nhiên là mình phải truyền cái self vào và truyền cái x và y vào để biết xem cái vị trí y đó có nằm trong hình chữ nhật của mình hay không. Thì kiểm tra hình trong hình chữ nhật thì sao? X và y nằm trong hình chữ nhật khi và chỉ khi x của mình sao? Lớn hơn x1, vì x1 chính là vị trí tọa độ x của điểm cuối cùng bên tay trái. Và gì nữa? Và x nhỏ hơn x2. Tương tự như vậy, y sẽ phải lớn hơn cell.y1, y1, và y sẽ phải nhỏ hơn cell.y2. Ở đây là cell.x1 và cell.x2. Nếu tất cả điều kiện này đều đúng
thì mình sẽ return 1. Còn nếu không thì mình return 0. Đó là phương thức kiểm tra một điểm nằm trong hình chữ nhật. Được chưa? Như vậy có cái phương thức kiểm tra trong hình chữ nhật này rồi thì mình sẽ phải kiểm tra nếu như gì? Nếu như mình phải dùng một cái vòng lặp nữa chứ. Bấm ô cờ, vòng lặp duyệt qua tất cả các ô, nếu ô nào ở trong hình thì mình mới xử lý tiếp. Cho nên là for i in range 0.15 trường hợp nếu như vậy thì gì tiếp theo, nếu như array i g, array i g là một ô cờ là kế thừa từ hình chữ nhật, cho nên là mình sẽ sử dụng được cái phương thức kiểm tra trong hình, đúng chưa? Sao chấm array i g chấm kiểm tra trong hình đưa vào tọa độ x y. Nếu như cái này mà bằng 1, tức là ở trong hình đó, thì sao? Thì sao chấm array eg, cái giá trị của nó sẽ là bằng giá trị của người chơi. Đúng không? Người chơi nào đang bấm thì giá trị sẽ bằng người chơi đó. Đây là bằng người chơi. Là một việc. Sau đó mình phải đổi sang người chơi tiếp theo bằng cách là từ trừ 1, nếu đang là trừ 1 thì chuyển sang 1. Nếu đang là trừ 1 thì chuyển sang 1, mà trừ 1 mà là 1 thì chuyển sang trừ 1. Cho nên để đổi chiều như vậy, bạn sẽ gì? Để nhân với lại trừ 1 là được, đúng chưa? Đó, nó sẽ đổi chiều, người chơi. Rồi, sau khi mà đã đổi chiều người chơi rồi, đã đổi giá trị rồi, thì tại ô cờ đó mình phải vẽ lại để cập nhật cho người chơi thấy cái hình ảnh quân cờ đã được đánh, đúng không? Cho nên mình sẽ có là gì? Cell chấm array i g chấm vẽ hình, tức là vẽ lại cái ô cờ đó thôi, và đưa cái biến canvas vào để vẽ. Và từ đó mình cũng thấy một điều rằng ô cờ nào mà đã bấm một lần rồi thì sẽ không cho người dùng bấm lại. Đúng chưa? Cho nên là gì? Mình phải kiểm tra trước khi thực hiện cái việc là thay đổi giá trị cho nó, là kiểm tra xem bản thân cái giá trị ô đó là bằng 0 hay là trừ 1 và 1. Nếu bằng 0 thì mới thực hiện bấm, còn nếu bằng giá trị khác có nghĩa rằng đã bấm rồi. Cho nên đây mình sẽ kiểm tra lại thêm một cái nữa là gì? Cell chấm array ng chấm giá trị phải sao khác không thì mình mới cho thực hiện bấm bằng không thì mới cho thực hiện bấm đó. Bằng không và ở trong hình thì, tức là cái vị trí bấm đó thuộc đúng cái ô đó, và ô đó có giá trị bằng không thì mới thực hiện việc bấm, đúng chưa? Rồi bây giờ mình thử xem là việc bấm đó đã được thực hiện hay chưa. Mình phải vào cái chính này chạy chứ. Vẫn chưa thực hiện được vì mình chưa kết buộc cái sự kiện bấm chuột, đúng chưa nào? Rồi để kết buộc cái sự kiện bấm chuột thì nó cũng tương tự như là kết buộc sự kiện bấm phím. Nhưng mà đây có khác là người ta dùng cái chữ là button 1, đúng chưa? Đó. Và đây mình sẽ có một cái phương thức để gọi lại, ví dụ như là click bấm ô đi ha, bấm ô cờ. Đó, bấm ô cờ. Như vậy thì mình phải define một cái phương thức bấm ô cờ ở đây để mình dùng. Đấy, bấm ô cờ và mình đưa vào cũng là event. Và event này mình sẽ có giá trị
event.x và event.y chính là tọa độ của cái ô cờ của mình. Mình sẽ thử xem là cái event mình có đúng chưa, thì mình sẽ gọi cái bàn cờ chấm bấm ô cờ và đưa vào event.x và event.y. Và để bấm ô cờ các bạn phải đưa vào cái canvas nữa. Được chưa? Đó. Rồi thử nhá. Rồi, đã có một cái thông báo lỗi OC object has no attribute E. À xin lỗi, đây là E2, cô ghi sai này. Tức là ở trong cái phần kiểm tra trong hình á. Đúng không? Đây, E2. Rồi, quay lại. Rồi, vậy là mình đã bấm được, đúng chưa nào? Đó. Bây giờ mình bấm trên cái ô mình đã bấm thì nó sẽ không hiển thị, đúng chưa? Đó. Rồi, vậy mình đã bấm nút OK đã hiển thị ra rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thắng. Kiểm tra thắng là một công việc cũng khá là phức tạp. Mẹ như thế nào mà thắng? Thấy là khi nào mà mình đánh được 4 ô thì sẽ thắng, đúng không? Đó, khi nào đánh được 5 ô thẳng hàng như thế này là thắng. Thì như vậy là các bạn thấy là một người chơi thì sẽ có 4 đường để thắng, hoặc là đường chéo bên tay trái, hoặc là đường chéo bên tay phải, hoặc là đường dọc và hoặc là đường ngang. Thì sau khi người ta bấm tại một vị trí nào đó thì mình sẽ thực hiện cái việc kiểm tra thắng bằng cách từ vị trí đó đếm ngược lên trên, đếm ngược xuống dưới. Đúng chưa nào? Vậy thì mình mỗi một loại đường thẳng, đường ngang, đường dọc, đường ngang hay đường chéo trái, chéo phải thì mình đều phải thực hiện 2 lần đếm. Mỗi lần đếm ngược lên trên, một lần đếm ngược xuống dưới. Nếu như tổng số mà mình đếm được liên tục như thế này mà bằng 5 thì coi như là người chơi đã thắng. Và khi thắng được rồi thì mình phải có cái phương thức là xuất thông báo người chơi nào đã thắng, đúng chưa? Đó. Như vậy thì để thực hiện được việc đó thì trong cái bàn cờ này mình sẽ phải có một phương thức là kiểm tra thắng. Đã. Kiểm tra thắng. Xem. Xem. Ví dụ như là mình tạm thời là return không trước đi cái đã. Được. Rồi, mình sẽ phải có một phương thức là xuất thông báo người chơi nào đang thắng. Người chơi nào thắng, đúng không? Thì có chắc là xuất thông báo thắng. Xuất thông báo rồi rồi. Sao? Và muốn xuất được thông báo thì rõ ràng là cũng có cái canvas để bạn xuất ra câu thông báo. Để xuất được câu thông báo đó thì mình sẽ, ví dụ như mình khai báo một cái str trong này ghi là người chơi người chơi x hay o sẽ thắng. Vậy làm sao mình biết được người chơi đó là x hay o? Thì mình sẽ dùng hàm if kiểm tra. If người chơi của mình mà đang bằng -1 tức là người chơi x, đúng không? Cô lại quên sao. Rồi. Thì cái thì lúc đó cái str của mình sẽ thêm một đoạn.
là cộng với trừ 1, tức là người cho x thắng. Ok, đó là mình xuất tâm bao thắng đó. Thì mình sẽ chọn là người chơi x thắng, được chưa? Mà mình cũng không biết thắng hay thua, cho nên là mình cứ để vậy, cứ đã thắng hay thua. Thôi mình cứ giả bộ là mình xuất tâm 3 thắng luôn đi. Còn nếu như mà gì, sao người chơi không else luôn thì str bằng str cộng với lại là ô thắng. Và vậy thì mình định nghĩa cái phương thức này là xuất thông báo thắng luôn. Rồi, và trong canvas nó có một cái phương thức để mình xuất ra chữ là dùng cái phương thức là create text trong này có tọa độ xy, đúng không? Sau đó là màu nè, màu chữ đó, và phông ví dụ như muốn chữ nhỏ nhỏ thì khoảng 15 thôi. Rồi, và text bằng str, tức là mình xuất ra chữ str. Đây là phương thức xuất thông báo thắng, đây là phương thức kiểm tra thắng. Thì mỗi lần mà mình đánh xong thì mình phải kiểm tra thắng luôn, đúng như nào? Sau khi mà mình đã bấm được và bấm xong, xét giá trị cho nó xong thì ở chỗ này mình phải kiểm tra thắng, cho nên mình sẽ dùng hàm kiểm tra thắng ở đây. Nếu mà thắng người thân về 1 có nghĩa rằng là người chơi đã thắng, thì mình sẽ cho dừng cuộc chơi và không đổi người chơi nữa, xuất thông báo thắng luôn, đúng chưa? Nếu như gì, kiểm tra thắng. Kiểm tra thắng mà bằng 1, tức là thắng rồi. Thì sao? Ở đây sao kiểm tra thắng, tức là mình gọi phương thức của cái lớp của mình á, thì thêm chữ sao vào bằng 1 thì cái biến điều khiển trò chơi của mình là bằng 0. Như vậy là sẽ không cho chơi nữa. Vậy thì nãy giờ mình chưa quan tâm đến chuyện là bằng 0 có được bấm hay không, cho nên bây giờ mình phải quay lại cái chỗ là nếu như đang bằng 0 thì không được bấm. Cho nên là mình có ít gì sao chấm dk mà bằng 0, nếu như thế này thì return luôn để không cho bấm, đúng thế nào? Và đây trong trường hợp thắng xong thì mình cũng không cho bấm, nên mình set dk bằng 0. Rồi, và sau đó là mình sẽ gọi thông báo thắng này, sao chấm thông báo thắng, đúng chưa? Xuất thông báo thắng và mình truyền vào đây cái canvas. Rồi, còn nếu mà không thắng else thì mình mới thực hiện công việc là đổi người chơi, đúng chưa? Còn cái việc vẽ hình á, thì sau khi bạn bấm xong là bạn phải vẽ hình luôn, cho nên là bạn cho cái này lên trên này đi. Sau khi đổi bấm xong có giá trị rồi là vẽ hình luôn, sau đó mới thực hiện kiểm tra thắng. Kiểm tra thắng, nếu thắng thì sẽ không cho chơi nữa, xuất thông báo thắng, còn nếu không thì đổi người chơi. Như vậy thì cái DK này bằng 0 thì sẽ không cho chơi này, mình sẽ không cho thực hiện cái hiệu ứng bấm và trả về luôn. Bởi vậy nếu như vậy muốn chơi được thì khi bắt đầu khởi tạo ở đây mình sẽ cho cái DK bằng 1, đúng không? Thì người chơi mới bắt đầu chơi được. Rồi, rồi vậy là kiểm tra thắng ha. Bây giờ mình giả sử như bấm một lần là thắng luôn, để mình kiểm tra những cái phương thức kia nó có đúng không thôi. Thì mình return 1 luôn này.
Xin lỗi là thắng chính là mình bấm. Rồi bấm một ô là thắng luôn. Thì mình sẽ thấy xuất hiện là người chơi ô thắng. Được rồi, bấm chưa? Bây giờ đến cái đoạn là mình sẽ quay lại cái thuật toán để kiểm tra xem là người chơi như thế nào thì sẽ thắng. Thì như vừa nãy mình phân tích là mình sẽ kiểm tra thắng theo 4 đường. Bây giờ mình sẽ định nghĩa kiểm tra theo đường dọc trước. Để kiểm tra thắng đường dọc. Xong. Cho mặc định là return về 0 trước này. Và muốn kiểm tra thắng theo đường nào thì mình phải truyền vào cái tọa độ MIMG, chính là cái vị trí của cái ô mà người ta bấm. Tọa độ ô của người ta bấm, tức là cái chỉ số luôn á. Mình sẽ gọi cái phương thức này sau khi mà mình đã biết nó bấm vào cái ô nào trong mã hai chiều của mình rồi, mà mình sẽ truyền cái EG này vào. Cho nên đây lúc mình gạt vào sẽ là MIMG, chính là chỉ số EG của mình đó. Rồi. Như vậy bây giờ là kiểm tra dọc, mình sẽ kiểm tra dọc lên trên. Đây, giả dụ như ở vị trí này, mình kiểm tra dọc lên trên thì có nghĩa rằng G của mình sẽ giữ nguyên, còn Y của mình sẽ giảm. Đúng chưa? Giảm dần cho đến khi nào mà bằng 0 thì thôi. Cho nên mình sẽ là gì? Tất nhiên mình phải dùng một loại Y rồi. Mình đã làm đây. Rồi. Như vậy thì mình sẽ có Y giảm bằng MI trừ 1, tức là mình đang muốn vượt lên trên. Còn MG thì giữ nguyên, cho nên G của mình giảm bằng MG. Rồi. Và nếu như gì? Y của mình mà nhỏ hơn 0, Y nhỏ hơn 0 thì sao? Y giảm bằng 0. Rồi, trong khi y của mình lớn hơn hoặc bằng 0 thì mình sẽ thực hiện công việc là đếm. Thì tiếp cell chấm array EG, tức là tại tọa độ EG đó, chấm giá trị, tức là tại cái vị trí IOEG đó có giá trị bằng người chơi, tức là cùng là người chơi bấm. Kiểm tra giá trị bằng người chơi tức là đúng là cái ô đó do chính người chơi đang bấm. Nếu đúng như vậy thì mình sẽ cộng thêm 1 vào trong một cái giá trị nào đó. Như vậy thì trước tiên mình sẽ khai báo trước một cái biến đếm bằng không nha. Thì bây giờ nếu đúng như vậy thì đếm sẽ tăng lên 1. Và mỗi lần thực hiện xong thì y sẽ giảm đi 1 và chuyển động dần về phía trên cùng của bàn cờ của mình, đúng chưa? Đó, và đến khi nào mà y nhỏ hơn 0 thì dừng lại. Ngoài trường hợp y nhỏ hơn 0 dừng lại thì mình sẽ thấy là nếu như cái ô đó mà là của quân cờ khác, tức là của người đối thủ của mình chơi, thì mình cũng dừng luôn và việc đếm đó sẽ không đếm lùi về phía sau nữa, tại vì nó bị ngắt quãng bởi người khác rồi, đúng chưa? Cho nên đây mình có thể else, tức là trường hợp khác là mình dừng cái này luôn, dùng lệnh break để mình dừng cái vòng lặp luôn và không nên đếm thêm nữa. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đếm từ cái ô mình bấm xuống phía dưới, và mình không cần đếm cái thêm cái giá trị tại ô MIMG, tại vì vị trí đó chính là vị trí mà người chơi vừa mới bấm xong mới đưa vào, cho nên chắc chắn nó là của người đã bấm rồi, nên mình không cần đếm. Cho nên mình chỉ đếm từ đó trở đi lên trên, từ đó trở đi xuống dưới và
cỡ là bằng 4 là được, hoặc lớn hơn bằng 4 là được. Tại vì thêm cái vị trí IC họ vừa mới bấm mà mình truyền vào đó thì nó sẽ đủ là 5. Thì lúc này mình đếm lên trên, giờ mình đoạn này là đếm xuống dưới này. Đếm xuống dưới. Tức là nếu như ở vị trí ô này mình sẽ đếm từ đây xuống. Như vậy thì G giữ nguyên và Y cộng thêm 1. Như vậy là Y sẽ bằng MI cộng 1. G thì vẫn bằng MG. Đếm thì mình vẫn giữ nguyên như thế để mình đếm và cộng dồn thêm vào, đúng không? Nhưng mà đây G tăng cho nên mình sẽ kiểm tra cái biên dưới, tức là Y của mình sẽ phải nhỏ hơn 15. Rồi, thì cái này ở trong thì cũng y như thế, đúng không? Nhưng thay vì y bằng y cộng 1 thì y trừ 1 thì bây giờ y là y cộng cộng 1. Đó. Rồi, sau khi hết vòng lặp ngoài này là mình đã đếm đủ hai chiều, giờ mình so sánh. Nếu như đếm của mình lớn hơn bằng 4 thì người chơi thắng, đúng không? Return về 1. Else mình sẽ return về 0. Đó, mình chơi thua. Như vậy là mình vừa mới kiểm tra thắng theo chiều dọc, đúng không nào? Và bây giờ mình thử nghiệm bấm theo chiều dọc xem sao. Như vậy là trong cái hàm kiểm tra thắng chung sẽ bao gồm các hàm kiểm tra 4 đường. Bây giờ mình mới làm một đường hình như một đường trước cái đã, kiểm tra thắng dọc, sao kiểm tra thắng dọc mà bằng một đúng không, thì cũng return một luôn. Yes, return không, return thì là hai chấm. Rồi. Đáng lý bình thường là mình còn phải là gì? Hoặc là kiểm tra ngang, hoặc là kiểm tra chéo phải, hoặc kiểm tra chéo trái. Mà bằng 1 thì sẽ return 1, đúng chưa? Còn đây mới làm một trường hợp mình ghi 1 thôi cái đã. Rồi bây giờ mình thử là mình ghi dọc xem thử nó có không bao thắng lên nhé. Đây, mình sẽ đi dọc. À, nó không có chữ người chơi này. Missing two require gì? Tại vì do cái hàm này mình chưa gọi. Bật cờ. Kiểm tra thắng thì mình phải đưa vào cái EG. Sorry nhé. Mình phải đưa vào cái EG. Và như vậy ở trong này mình cũng phải có MI phải MG đưa vào. Và mình cũng phải đưa cái MI và cái MG vào thì mình mới biết kiểm tra ở đâu chứ. Lại nha. Rồi. Rồi, vậy là bài kiểm tra theo chiều dọc được, đúng không? Mọi người chơi ô thắng. Rồi cụm từ vị trí bấm easy đó mình sẽ kiểm tra đường chéo trái, chéo phải. Kiểm tra nào. Bây giờ mình kiểm tra đường ngang trước. Test. Kiểm tra thắng ngang. Sau MI phải MG. Thì nếu mà kiểm tra theo đường ngang thì mình nhìn vào đây, ngang trước đi qua trái, đi qua phải, đi qua trái thì sao, y giữ nguyên còn g thì giảm dần, đi qua phải thì y giữ nguyên và g tăng dần. Thế nào, cho nên là bây giờ mình sẽ là gì, kiểm tra sang trái thì g giảm và y thì không đổi. Như vậy là y sẽ
thì sẽ bằng mg trừ 1. Mà mình thấy nhỏ dần thì chắc chắn mình phải kiểm tra cái lớn không. Nếu nhỏ hơn không thì chỉ xét tới bằng không thôi, tại vì chỉ số của mình bắt đầu từ không trở đi. Thì mình sẽ có g gắn lại bằng không rồi. Và mình cũng dùng vòng lặp như lúc nãy, đúng chưa? Y g lớn hơn y g lớn hơn bằng không, đúng như vậy thì thực hiện cái việc là kiểm tra giống như thế này, đúng không? Rồi. Rồi sau đó là gì? Vì g của mình giảm dần cho nên g bằng g trừ 1. Được chưa nào? Đó là mình kiểm tra sang trái. Bây giờ tiếp theo mình kiểm tra sang phải. Kiểm tra sang phải thì y của mình giữ nguyên, còn g tăng, đúng chưa? G tăng và y không đổi chỉ số. Cho nên mình y vẫn bằng mi. Xin lỗi các bạn, đây mình có sử dụng đếm cho nên mình phải khởi tạo đếm ban đầu của mình là bằng không để tránh trường hợp giá trị nó bị sai. G sẽ bằng mg cộng 1. Mg, mi là gì? Mi, mg chính là cái vị trí mà người chơi vừa mới bấm xong, sau đó mình kiểm tra xem họ bấm vào đó có tạo ra được cái thắng hay không. Cho nên mình kiểm tra từ vị trí bấm đó đi. Rồi, nếu mà nó cộng thêm thì mình phải kiểm tra xem nó có vượt qua vị trí tối đa của chỉ số không. Tức là G sẽ, thì nếu mà G lớn hơn 15 các bạn thấy là nếu mà g của mình mà lớn hơn 15 thì g sẽ gắn bằng 15, được chưa? Thì nếu gắn bằng 15 thực ra mà g mà cộng vô mà gắn hơn 15 thì coi như là cộng thêm 1 mà lớn hơn 15 thì nếu mà 14 cộng vô thì chỉ số cuối cùng là 14 cộng mô hình 15 thì nó cũng không chạm được vòng lặp này nữa rồi, đúng chưa nào? Nên mình gắn bằng 15 thì giờ hơn 15 thì cũng vậy. Rồi vậy thì điều kiện của mình như sau: y g nhỏ hơn 15, đúng không? Thì thực hiện kiểm tra như vậy và sau mỗi lần như thế thì g bằng g cộng 1. Kiểm tra thì giống như trên này nên mình copy xuống nhanh nhanh nè. Tại vị trí đó mà bằng với giá trị người chơi thì mình sẽ tăng 1 thêm bit đếm. Còn nếu khác, tức là hoặc là chưa đánh hoặc là người khác chơi, đúng không? Giá trị khác với giá trị người chơi thôi thì mình sẽ crack luôn ra khỏi vòng lặp và không đếm thêm nữa. Rồi sau hai lần kiểm tra bên trái, kiểm tra bên phải thì mình kiểm tra bên đếm. Nếu như đếm của mình mà lớn hơn hoặc bằng 4 thì người chơi đã thắng, cho nên mình sẽ return về 1. Còn nếu không phải vậy thì mình sẽ return về 0. Đó. Như vậy là mình đã định nghĩa xong phần kiểm tra ngang. Bây giờ mình thử nhé. Mình thử bằng cách là mình thêm cái hàm kiểm tra ngang vào đây, đúng không? Hoặc là
kiểm tra dọc không được thì mình sẽ kiểm tra ngang này, sao kiểm tra ngang rồi đưa vào đây là sao, sau đó là mi phẩy mg. Cũng bằng bằng một đó. Rồi giờ mình thử xem là cái hàm kiểm tra ngang của mình đúng chưa, thì mình đánh theo chiều ngang để thử. À, mình lại bị lỗi rồi. Ở đây dòng số 42 kiểm tra dọc chỉnh trang ngang. Ở đây mình sai cái chỗ mình gọi tên hàm á. Không có cell nữa ha. Mi mà gì cơ. Lại à. Rồi. Rồi như vậy là mình đã kiểm tra thắng theo chiều ngang được rồi ha. Bây giờ đừng chéo trái, tức là chéo qua bên này. Chéo trái qua bên này thì các bạn thấy nếu mà kiểm tra đi lên thì cả y và g cùng giảm, mà đi xuống thì cả y và g cùng tăng. Để dễ nhận biết thì mình sẽ bắt đầu từ ô đầu tiên này, mình thấy đây là 00 này, 11 này, 22 này. Mà đi ngược lại thì từ 2 xuống 11, 00 này. Đó. Cho nên lên trên thì y g cùng giảm, mà xuống dưới thì y g cùng tăng. Như vậy mình sẽ thêm một hàm nữa, đó là kiểm tra chéo trái. Chéo kiểm tra thắng chéo trái sau mi phẩy mg. Rồi đếm bằng không, kiểm tra lên trên ha. Lên trên thì y và g cùng giảm, cho nên mình có y bằng mi trừ 1, g bằng mg trừ 1, y vì giảm cho nên y lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0, và g lớn hơn bằng 0. Đúng như vậy thì mình sẽ có gì? Kiểm tra như hồi nãy thôi, if a cell array eg mà đúng như vậy thì mình cộng thêm 1. Đúng như vậy thì mình cộng thêm 1, còn không thì nếu không đúng rồi chơi thì mình break luôn để không kiểm tra nữa. Và ở đây cả hai cùng giảm nên y sẽ bằng y trừ 1 và g bằng g trừ 1. Hết vòng lặp đó ha. Rồi, đã là kiểm tra lên trên, bây giờ là xuống dưới thì y và g cùng tăng. Đúng không? Y và g cùng tăng. Như vậy là y bằng mi cộng 1, g giảm bằng mg cộng 1. Và vì tăng cho nên là gì? Y y nhỏ hơn 15 và g nhỏ hơn 15. Đúng như vậy á thì mình sẽ thực hiện việc đếm và y g cùng tăng, đúng chưa? Cùng tăng cho nên mình sẽ thành là cộng. Rồi, xong hết hai trường hợp này thì mình cũng sẽ so sánh. Nếu như đếm của mình mà lớn hơn bằng 4 thì coi như người chơi thắng, return 1. Còn nếu không thì return là thua. Rồi, đó là mình kiểm tra chéo trái. Và sau khi mình làm mình sẽ thử luôn để sau này mình dễ kiểm tra. Hai trường hợp kia được rồi, bây giờ mình kiểm tra tiếp trường hợp thứ ba này. Mi mg cái này cũng bằng bằng 1 thì thắng, đúng không? À, self. Đó. Để thử ha. Chéo trái, chéo trái, chéo trái, chéo trái. Yêu rồi, người chơi o thắng. Vậy được rồi ha. Bây giờ mình
sẽ viết thêm làm kiểm tra chéo phải. À, bây giờ mình phân tích cái phải này. Phải theo chiều ngược lại này á thì mình sẽ thấy là gì? Đi lên trên thì y giảm, y tăng. Đi xuống dưới thì sao? Y tăng và y giảm dần. Đó. Còn không lẽ dễ nhận biết thì mình để ngay góc đầu tiên. Đầu tiên đây là y lớn nhất, y nhỏ nhất là bằng 0 thì y lớn nhất là bằng 14. Y xuống thì y tăng lên và y giảm dần, đúng chưa? Còn chiều ngược lại thì sao? Y giảm và y tăng. Đó. Cho nên bây giờ mình sẽ định nghĩa phương thức đó. Kiểm tra chéo phải. Đáp: kiểm tra thắng chéo phải. Rồi đếm thì bằng 0. Bây giờ mình sẽ là lên trên, tức là y giảm và y tăng. Thì có nghĩa rằng y sẽ y giảm thì y sẽ bằng my trừ 1. Còn y tăng thì y sẽ bằng mg cộng 1. Đúng chưa? Như vậy là trong khi gì? Trong khi y của mình á giảm dần thì có nghĩa rằng y phải lớn hơn bằng 0. Và y của mình tăng dần có nghĩa rằng y thì nhỏ hơn 15. Đúng cả hai điều kiện này thì mình mới thực hiện cái việc đếm, đúng chưa? Và đếm thì sau khi đếm xong, đây, thực hiện việc đếm này. Sau khi đếm xong thì sao? Y sẽ giảm dần cho nên y bằng y trừ 1 và g sẽ bằng g cộng 1. Đó là kiểm tra lên trên ha. Còn kiểm tra xuống dưới. Xuống dưới thì y của mình sẽ tăng và g của mình sẽ giảm. Như vậy thì y sẽ bằng my cộng 1 và g gắn bằng mg trừ 1. Điều kiện của mình thì sẽ ngược lại. Y sẽ là sao? Nhỏ hơn 15 và g của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng cả hai điều kiện này thì mình mới thường lặp lại việc đếm. Tiếp xuống là nhanh ha. À, việc đếm thì cũng vẫn như cũ nhưng chỉ có khác là gì? Y của mình tăng dần nên y bằng y cộng 1, g của mình đang giảm dần nên g của mình chia bằng 1. Và xong hai lần đếm lên trên đếm xuống dưới thì tổng số đếm của mình lớn hơn hoặc bằng 4 thì sẽ thắng, cho nên return 1. Còn lại không phải vậy thì else return 0. Rồi, bây giờ mình test thử cái trường hợp đường chéo phải. Thì ở đây mình còn một cái là gì? O self chấm kiểm tra thắng chéo phải và đưa vào mi và mg. Cái này là bằng bằng 1, tức là mình sẽ thắng. Xem thử có chịu không nha. Nếu mình chịu thôi thì hết luôn đi. Rồi, bây giờ mình thử nghiệm là mình sẽ làm chéo phải. Và nãy giờ mình vô tình mình cứ làm cái o trước thắng, bây giờ mình làm cái x thắng đi. Rồi, đó, như mình thấy ngồi chơi x thắng. Như vậy là mình đã hoàn thiện cái trò chơi của mình và đã xác định được người nào thắng và người nào thua, đúng chưa? Với các nhiều trường hợp khác nhau. Đó, bây giờ mình thử lại một lần cuối cùng. Rồi, và người chơi X của mình đã thắng. Như vậy là mình đã áp dụng cái lập trình của đối tượng và sử dụng đồ họa canvas để vẽ ra trò chơi caro của mình.